Tem SPCN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 9.99 cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPCN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon. Nhưng mà có một vị dân biểu của Đảng Dân Chủ tiểu bang Ohio là dân biểu liên bang. Đó là bà Tavia Golonsky đòi đưa ông Trump ra tòa án quốc tế, đưa Tổng thống Mỹ ra tòa án quốc tế. Lý do bà nói rằng ông đã phạm tội chống lại nhân loại, crime against humanity. Lý do là bà nói rằng là bởi vì ông đã kêu gọi người ta sử dụng thuốc ký ninh khi mà FDA chưa chuẩn thuận. Chúng ta biết là tuần trước Tổng thống Trump đã gây tranh cãi thì ông bảo là thuốc ký ninh có thể chữa được, phải không? Ông dùng chữ có thể thôi, và sau đó nhiều người phản ứng bảo là nghe lời Tổng thống nói đi mua, có người uống bị chết, đã đại khái đủ thứ rồi. Có người bảo ông nói có thể thôi mà ai biểu nghe dáng chịu đó. Rồi sau đó thì ngày hôm qua ông thú nhận là ông có tiết lộ là Mỹ mua 29 triệu liều thuốc ký ninh để chuẩn bị chữa Covid-19. Nhưng mà cái thuốc này mới được FDA chuẩn thuận cách đây vài ba ngày, có nghĩa là ông mua trước khi FDA chuẩn thuận đó. Thì tuần trước khi mà người ta hỏi ông ấy tại sao cái này FDA chưa chuẩn thuận mà ông mua, thì ông bảo bây giờ trong lúc này cái gì chữa được chữa, nhưng bây giờ đợi thế lâu quá à, mà bây giờ nếu không mua thì có người chết thì sao, còn nếu bây giờ mua vô thì cũng có thể là có hơn không. Đó là lập luận của ông vậy. Nhưng mà lập luận của bà dân biểu này là không cần biết, FDA chưa chuẩn thuận. Trên màn hình quý vị là cách đây mấy ngày khi Tổng thống Trump nói chuyện với các thống đốc tiểu bang và ông nói là nên dùng thuốc ký ninh để chữa, thì bây giờ bà Tavia Golonsky đòi đưa ông ra tòa án quốc tế. Bà nói đây là tội ác chống nhân loại. Bên mình khoan nói tới cái chuyện chính trị, chắc là bà này cũng thường thường các dân biểu người ta làm những cái này, các chính trị gia ta làm để ta kiếm phiếu hoặc gây chú ý, cái chuyện đó mình biết rồi. Nhưng mà thưa anh, theo cái hiểu biết của anh về mặt pháp lý thì cái này kiện có được hay không? Tôi nói kiện đó nha, đưa ra tòa có được không? Mình khoan nó có xử hay không, đưa ra tòa có được hay không? Theo như anh hiểu, thứ nhất là chỉ nói về vấn đề pháp lý thì cũng rất là khó, là tại vì cái tòa án quốc tế này đó thì họ chỉ xét xử những cái trường hợp của những quốc gia mà gọi là hội viên trong cái tổ chức quốc tế này thôi, và trong số 123 quốc gia hội viên đó thì Hoa Kỳ không phải là hội viên, thành ra không thể truy tố được. Ngoại trừ trường hợp do Hội đồng Bảo an của Liên Hiệp Quốc quyết định truy tố, thì với tư cách Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, họ có quyền truy tố bất cứ một vị lãnh đạo quốc gia hay là một cái người nào mà đã có những tội ác với nhân loại, là thí dụ như có trong quá khứ đã có những vị là ra lệnh giết dân, tàn sát dân chúng hay là một cái điều gì đó thì nó gây nên một cái tội ác nhân loại. Thì thường là những cái tội ác là phải thực sự giết người, những cái lệnh được ban ra từ những cái vị lãnh đạo để mà tàn sát một cái tập thể hoặc là tàn sát nhân dân. Nhiều khi thí dụ như ngay cả trong một cái cuộc đảo chính mà cái vị tổng thống hay cái người cầm đầu quốc gia ra lệnh bắn chết những người biểu tình, nó cũng là một cái tội ác nhân loại. Nhưng mà nếu mà quốc gia đó nằm ở trong cái tổ chức đó thì có thể kiện, còn nếu không là cái sự truy tố đó phải đến từ Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Trường hợp này về pháp lý thì Mỹ không có nằm trong tổ chức đó thì cũng không có người công dân nào của Mỹ có thể khởi đơn kiện. Và thứ hai, nói về cái vấn đề bảo an Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thì những cái yếu tố của bà này đưa ra, những cái điều bà đưa ra nó cũng không có vững chắc và cũng không có một cái điều gì chứng minh. Tổng thống Trump chỉ là đưa ra cái vấn đề như vậy nhưng mà không phải là một cái lệnh của ông, không phải một cái executive order là toàn dân phải sử dụng thuốc này, hoặc là những cái bệnh viện, bác sĩ phải áp dụng cái thuốc này. Tem SPCN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 9.99 cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPCN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon.